Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel. Như vậy là năm 2017 đã qua rồi. Và để chào đón năm mới 2018 thì Samsung họ đã cho ra mắt chiếc Samsung Galaxy A8. Đây là một điện thoại mà có thể nói là nó đã có rất là nhiều những cải tiến từ cái thời mà A8 2016. Nếu như mà coi đây là A8 2016 thì giờ đây nó đã có một cái diện mạo mới, nó đã thời thượng hơn và hiện đại hơn. Vậy thì những thay đổi đó là gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Cái điểm đầu tiên mà mình cảm nhận với chiếc máy này khi mà cầm lên ấy thì thực sự rất là gọn. Nó nằm trọn trong lòng bàn tay của mình luôn và ở cái mặt sau này mình rất là thích, tại vì là nó sẽ được làm cong, thế nên là khi mà các bạn cầm vào nó sẽ không bị cấn và cái độ bám của nó cũng rất là tốt. Và thực sự là mình không thể tin được là 5,6 inch mà nó lại có thể nằm trọn trong lòng bàn tay của mình. Có rất là nhiều chiếc điện thoại trên thị trường hiện nay 5,5 inch. Nhưng mà khi mà các bạn cầm vào ấy thì nó rất là thô kệch, nó rất là cồng kềnh và đặc biệt là nó rất là cấn tay. Nhưng mà A8 lại không như vậy. Và Samsung mình rất là thích ở một cái điểm là họ đã xử lý cái việc này bằng cách là kéo dài cái màn hình ra như là họ đã làm trên S8, S8 Plus và Note 8. Và thực sự thì nó đã mang lại được một cái cảm giác cầm nắm rất là tuyệt vời. Và như bạn có thể thấy ở đây thì nó là một cái màn hình, nó có phần nam tính hơn, có phần vuông vức hơn. Và một trong những cái điểm nữa mà mình thích ở một cái màn hình 18:9 đó là các bạn sẽ có nhiều diện tích hơn. Và khi mà các bạn hiển thị, nó sẽ có nhiều thông tin hơn. Trong khi đó các bạn vẫn có một cái thiết bị có thể cầm được vừa tay. Một trong những thay đổi nữa mình rất thích ở trên A8 đó chính là cuối cùng, ơn trời là Samsung họ đã chuyển cái cảm biến vân tay xuống phía dưới. Sau rất nhiều những cái lời nhận xét từ Note 8, từ S8, S8 Plus thì cuối cùng giờ đây cái cảm biến vân tay nó đã ở một cái vị trí thuận lợi hơn. Và đối với những bạn nào tay nhỏ ấy thì khi mà các bạn sử dụng cái cảm biến vân tay này này thì nó sẽ không còn khó khăn nữa. Một trong những điểm nhấn của A8 đó chính là về phần màn hình. Năm nay thì A8 đã đập đi xây lại toàn bộ và chúng ta không còn phím home vật lý cũng như là phím điều hướng nữa. Mà những phím này nó được cho vào một cái màn hình tràn viền có tỷ lệ là 18:9. Và A8 đã thừa hưởng xu hướng này. Tuy nhiên Samsung họ lại không gọi màn hình này là màn hình Infinity Display mà nó được gọi là màn hình tràn viền thôi. Thực ra thì cách gọi này cũng hợp lý, tại vì là điểm nhấn lớn nhất của màn hình vô cực đó chính là cong tràn sang hai cạnh. Nhưng mà với chiếc máy này thì như các bạn có thể thấy là nó vuông vức hơn và có phần nam tính hơn. Một trong những điểm nhấn nữa mà mình thích ở màn hình 18:9 đó chính là các bạn sẽ có nhiều diện tích hơn, nhiều thông tin hơn sẽ được hiển thị trong khi mà các bạn vẫn có được một thiết bị rất là vừa trong lòng bàn tay. Và với một màn hình dài thì việc chia đôi ứng dụng trong một màn hình sẽ dễ hơn rất là nhiều. Các bạn vừa có thể rep tin nhắn của sếp này, vừa có thể xem YouTube, vừa có thể làm việc lại vừa có thể ghi chép rất là tiện lợi. Mặc dù đây không phải là một tính năng mới nhưng mà với một màn hình dài thì việc này nó sẽ trở nên thuận lợi hơn. Chi tiết hơn cho các bạn về phần màn hình thì chúng ta sẽ có màn hình với kích thước là 5,6 inch. Nếu như các bạn muốn có một cái trải nghiệm đã hơn thì các bạn có thể chuyển sang chiếc A8 Plus với màn hình to hơn. Chiếc điện thoại của chúng ta sở hữu tấm nền Super AMOLED nên là nó có màu sắc rất rực rỡ và cũng rất là nịnh mắt. Đối với những bạn nào mà nhìn quen tấm nền chân thực rồi ấy, thì khi mà các bạn chuyển sang cái màn hình này thì thực sự là nó rất đã. Và đó cũng là một trong những cái đặc điểm của tấm nền này. Và cũng vì nó sử dụng tấm nền Super AMOLED nên là nó sử dụng góc nhìn rộng, màu đen rất là sâu. Và khi mà nghiêng thì màu sắc không bị thay đổi và khi mà các bạn ra ngoài sáng thì hiển thị cũng rất là ngon. Cái này thì đã được anh Tân một cú check rồi và các bạn hãy đợi bài review của anh nhé. Với số tiền hơn 10 triệu mà các bạn bỏ ra thì các bạn có quyền yêu cầu một thiết kế cao cấp. Và A8 sở hữu điều đó với hai mặt kính cùng với khung bằng kim loại được hoàn thiện rất là tốt. Có nhiều bạn sẽ nghĩ rằng mặt kính thì nó sẽ bị bám mồ hôi cũng như dấu vân tay. Và quả thực đúng là như thế. Nhưng Samsung họ đã rất là khéo léo khắc phục khuyết điểm này bằng cách là tạo ra một cái phối màu, đó là phối màu tím bạc. Nhìn nó vừa thời trang mà nó lại có thể che đi cái khuyết điểm bám mồ hôi cũng như dấu vân tay. Tóm chung lại thì Samsung Galaxy A8 là một chiếc điện thoại mà nó hội tụ tất cả những cái xu hướng thiết kế của năm 2017. Và nếu như mà các bạn đang tìm một sản phẩm với mức giá trên dưới 10 triệu mà vẫn có được một cái thiết kế đẹp cũng như là cái độ hoàn thiện tốt thì Samsung Galaxy A8 chính là một sản phẩm dành cho các bạn. Vậy thì đó là những suy nghĩ của mình. Theo các bạn sao? Các bạn nghĩ sao về sản phẩm này? Hãy comment chia sẻ bên dưới và nếu như mà các bạn thấy hay thì quên like, share cũng như subscribe YouTube của channel nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.